Sau Khánh Ngô, Hương Giang tiếp tục được trai đẹp tỏ tình trên sóng truyền hình. Chàng rể quốc dân Lê Đức đã khiến Hương Giang quặn thắt con tim khi dùng những lời tỏ tình cực ngọt ngào. Anh chàng Hải Nam tấn công Hoa hậu Hương Giang bằng những lời nói chân thật của lòng mình. Một trong những điều thú vị tại Quý ông đại chiến mùa 2 chính là Hoa hậu Hương Giang sẽ hành hạ các chàng trai trong những thử thách. Bén duyên với những chương trình có hàng loạt cực phẩm nam nhân, thế nhưng Hương Giang vẫn thường xuyên không kiềm chế được bản thân trước những chàng trai phong độ và đa tài. Các quý ông lịch lãm xuất hiện ở tập đầu tiên của chương trình bao gồm 4 chàng trai đến từ Hà Nội, Lê Đức, Hải Nam, Kê Anh Trung, Lê Thành và anh chàng duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Phát. Vừa mới xuất hiện, các chàng trai phải giới thiệu bản thân để chiếm được trái tim của 200 cô gái tại trường quay. Không ngần ngại chớp lấy thời cơ, các quý ông liên tục thả thính cực gắt dàn khách mời tại chương trình, đặc biệt là cố vấn Hương Giang. Chàng trai làm dậy sóng cộng đồng mạng với biệt danh chàng rể quốc dân Lê Đức đã khiến Hương Giang quặn thắt con tim với lời tỏ tình cực ngọt ngào. Khi tiết lộ mình đã cảm nắng Hương Giang nhiều lần và đó đều là do lỗi của cô hoa hậu xinh đẹp này. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng Hải Nam cũng quyết định không để thua đối thủ, tiếp tục tấn công hoa hậu Hương Giang bằng những lời nói chân thật của lòng mình. Thế nhưng không chỉ có Hương Giang được tỏ tình ngọt ngào từ các thí sinh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã có một màn thổ lộ tình cảm từ chàng trai Kê Anh Trung bởi một lý do anh chàng đã là fan của Lan Ngọc từ rất lâu. Ngoài ra, ở dàn nghệ sĩ khách mời trong tập đầu tiên, cố vấn xuyên suốt chương trình Hương Giang đã không thể ngờ mình đã chạm trán ngay Karen Nguyễn, cô bạn thân cũng như là tình địch đã cướp người yêu của mình ngay tại sân khấu. Chia sẻ ngay với MC Thành Trung, Karen là người một khi đã muốn gì rồi thì nhất quyết sẽ giành lấy cho bằng được. Ngay lập tức, Hương Giang liền phản pháo ngay với Karen. Gu của em là ai? Em nên chọn trước đi nhé, đừng tranh giành của chị nữa nha. Có thể nói Hương Giang là một trong những người đẹp may mắn khi cô liên tục được các anh chàng soái ca tỏ tình trên sóng truyền hình. Hy vọng trong thời gian sắp tới, Hương Giang sẽ tìm được chàng trai của đời mình.